Xin chào, Phương Hà đã quay trở lại rồi đây. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về một chủ đề rất chi là kỳ cục. Thật ra nói về chủ đề này Hà cũng rất là ngại. Tuy nhiên, vượt lên tất cả thì chúng ta sẽ cùng đến với tất tần tật về ngày đèn đỏ của con gái. Trong video này thì Hà sẽ chia sẻ với mọi người một vài sự thật mà Hà tin rằng không chỉ mình Hà đâu mà rất nhiều các bạn nữ ngoài kia phải chịu đựng hàng tháng. Mọi người hãy xem đến cuối video và kiểm chứng xem Hà có nói đúng không nhé. Video này thì không chỉ dành cho các bạn nữ đâu mà các bạn nam cũng có thể xem được để hiểu là ngày đèn đỏ của bọn mình kinh khủng như thế nào. Và từ đó thì hãy thêm yêu thương chúng mình nha. À mà trong video này thì Hà cũng sẽ chia sẻ với mọi người một vài những cái bí quyết giúp Hà có những ngày đèn đỏ thoải mái hơn. Và hy vọng rằng những cái mẹo này cũng có thể giúp được mọi người. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Thực sự là chỉ có một cụm từ duy nhất diễn tả được ngày đèn đỏ, và đó chính là cơn ác mộng. Mọi người có quen ai không bị đau bụng khi đến kỳ không? Còn Hà thì thực sự đau bụng chết đi được luôn ấy. Và không chỉ đau bụng đâu, mà còn là đau hông, đau lưng, đau đầu, đau toàn người luôn. Nằm không được mà ngồi cũng không xong, lúc nào cũng chỉ muốn ôm phòng vệ sinh thôi. Hà còn từng đau quá mà ngất trong phòng vệ sinh luôn cơ. Không biết là mọi người thì sao nhỉ? Có ai bị đau đến mức như Hà luôn không? Để sống sót qua sự đau đớn này thì Hà có một vài bí quyết sẽ chia sẻ với mọi người ngay sau đây. Đầu tiên đó chính là túi chườm. Nếu mà mọi người có túi chườm điện thì quá tốt rồi. Còn nếu không có thì có thể sử dụng cách này của Hà. Đó chính là chúng ta có thể dùng một khăn, sau đó thì rửa sạch khăn và cho khăn vào túi zip. Cái loại túi mà chúng ta có thể bỏ được vào lò vi sóng ấy nhá. Tiếp đến đương nhiên là cho vào lò rồi. Cuối cùng thì chỉ cần lấy cái túi đấy ra và chườm lên bụng. Cách này thì thực sự sẽ giúp cái cơn đau bụng của chúng mình đỡ hơn rất nhiều đấy. Tiếp theo đó chính là tập thể dục nhẹ nhàng. Hà chắc chắn với mọi người rằng việc đi bộ sẽ giúp mọi người khá hơn và nó còn giúp chúng mình quên đi đau đớn nữa. Sự thật thứ hai về những ngày này đó chính là đây là việc mà chúng ta luôn mong nó tới, và khi nó tới thì chúng ta chỉ mong nó qua mà thôi. Chưa bị thì lo lắng sốt vó, liệu có vấn đề gì không nhỉ? Mà bị rồi thì chỉ biết than vãn, ôi bao giờ mới đến ngày hết bị. Và để bớt lo lắng về ngày đèn đỏ thì Hà nghĩ là chúng mình nên duy trì thói quen ghi ra lịch. Đơn giản là chỉ cần tích vào lịch những ngày mình bị. Làm 1 đến 2 lần là mọi người sẽ biết được chu kỳ của mình là bao nhiêu ngày. Từ đó thì chúng ta sẽ nắm được là tháng sau tầm ngày bao nhiêu là chúng ta bị. Đỡ lo lắng phải không? Thực ra thì cũng có rất nhiều app giúp chúng ta làm việc này, nhưng bản thân Hà thấy dùng app hơi phiền một chút thì ra thế này đơn giản hơn nhiều. Và khi đã biết là sắp tới ngày bị thì chắc chắn là chúng ta nên chuẩn bị một chiếc túi bé bao gồm quần lót sử dụng một lần và bằng vệ sinh các loại. Việc chuẩn bị thế này sẽ giúp mình hay bị đánh úp và chắc chắn là tránh được việc phát hoảng khi trái dâu gáy thăm rồi. Phòng còn hơn tránh về không? Nói kỹ hơn về quần lót sử dụng một lần nha. Thì hiện trên thị trường có mấy loại cơ, nhưng Hà khuyên mọi người nên mua loại bằng vải cốt tông thay vì cái loại bằng giấy như bình thường ấy. Cái loại này thì sẽ tạo cảm giác thoải mái hơn, không bị ngứa, không dễ rách và cũng giữ bằng tốt hơn nữa. Và giá thành thì chỉ hơn một xíu thôi. Còn về băng vệ sinh thì Hà sẽ giới thiệu với mọi người loại mà Hà hay dùng nha. Đấy chính là loại này. Cái này thì nó không có mùi, mỏng và dài, mọi người dùng thử nha. Da Hà thì khá là nhạy cảm, nếu dùng băng vớ vẩn hoặc quá bứ, quá dày thì sẽ bị ngứa ngay. Nên Hà thích dùng loại mỏng và dài như thế này, không biết có bạn nào giống Hà không nhỉ? Và khi ngày ấy đã đến, giữ cho bản thân bận rộn trong những ngày này cũng là một cách để chúng mình tạm quên đi sự mệt mỏi, khó chịu. Và những ngày đèn đỏ cũng sẽ vì thế mà nhanh hết hơn một chút đấy. Thứ ba đó chính là ăn nhiều kinh hoàng luôn. Đúng vậy, đi đâu, nhìn gì cũng muốn ăn cả. Không đói cũng muốn ăn, cứ có đồ bỏ vào mồm là được, phải không? Ăn không ngừng nghỉ, không biết dừng luôn. Hà biết là trong khoảng thời gian này thì mọi người sẽ ăn khó có thể kiểm soát được. Tuy nhiên thì chúng mình cũng nên để ý về thực phẩm mình lựa chọn để tránh tăng cân hay là ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe nha. Hà có một vài gợi ý cho mọi người về những món ăn sẽ giúp chúng mình cảm thấy tốt hơn trong những ngày này đây. Đầu tiên đó chính là sữa chua. Trong sữa chua thì chứa một lượng vi khuẩn sống giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa khỏe mạnh hơn. Đây là một nguồn dinh dưỡng giàu canxi làm giảm bớt những cơn đau khó chịu trong kỳ kinh nguyệt. Hơn nữa thì sữa chua còn giúp da chúng ta đẹp nữa. Thứ hai đó chính là chúng ta nên ăn những thực phẩm ít muối. Hà thấy có rất nhiều bạn thường bị lên cơn thèm muối trong kỳ kinh nguyệt của mình. Tuy nhiên nếu mà mọi người thỏa mãn bản thân bằng cách ăn nhiều muối thì mọi người sẽ bị chướng bụng và đi kèm với nó là kỳ kinh nguyệt của bạn sẽ trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy thì hãy cố gắng bỏ ít muối hơn vào đồ ăn của chúng mình nha. Tiếp theo đó chính là trà. Mặc dù trong kỳ kinh nguyệt thì chúng ta nên tránh những loại thực phẩm có chứa caffeine, tuy nhiên thì trà gừng có thể giảm bớt những cơn đau dữ dội ở vùng bụng của bạn.
Ngoài ra thì trà hoa cúc cũng sẽ giúp bạn chống lại những cơn đau co thắt và làm giảm căng thẳng, khó chịu trong những ngày này. Vậy nên một tách trà gừng ấm hoặc là trà hoa cúc ấm cho ngày kinh nguyệt cũng không phải là một lựa chọn quá tệ phải không? Các loại hạt và dầu thực vật đều có hàm lượng vitamin E cao, giúp ngăn ngừa chứng đau nửa đầu trong kỳ kinh nguyệt. Các loại hạt này rất giàu chất béo tự nhiên và có chứa sắt. Bên cạnh đấy thì chúng mình cũng hãy cố gắng ăn thật nhiều rau xanh, các loại đậu để những ngày này nhẹ nhàng hơn nha. Thứ tư chính là muốn được quan tâm. Con gái vốn đã nhạy cảm, vào những ngày này thì còn mong manh hơn nữa. Chính vì vậy chúng mình luôn muốn được quan tâm, chiều chuộng, muốn được người yêu, bạn trai, anh trai mua đồ ăn cho này, cho đi ăn này, cho lưng cho những ngày. Các bạn nam nhớ quan tâm từ các bạn nữ của mình hơn một chút trong những ngày này nha. À mà trong những ngày này thì các bạn nữ còn hay cầu bạn cô tối nữa. Các bạn nam chịu nhiều nhiều một xíu nha. Thôi nhiều. Cuối cùng, sự thật đặc trưng cho ngày này đó chính là cô gái của chúng ta sẽ luôn luôn cảm thấy tệ, cảm thấy mình vô dụng, xấu xí, chán đời, mệt mỏi, chẳng muốn làm gì cả. Nói chung là khá tiêu cực và buồn bã. Hà thì Hà có một tip nho nhỏ để mọi người có thể cảm thấy khá hơn một chút đây. Đó chính là chúng mình hãy lên đồ, trang điểm và đi ra ngoài. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ cảm thấy bản thân khá hơn một chút khi mà chúng ta xinh đẹp phải không? Hãy thư giãn, làm việc mình thích, đi xem phim này, đi hiệu sách này, đừng chỉ nằm một chỗ buồn bã nữa. Hãy đi ăn món mình muốn, làm việc mình thích và gặp những người mình yêu quý nha. Và chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy khá hơn đấy. Vậy là vừa rồi Hà đã giới thiệu với mọi người 5 sự thật và 5 mẹo rồi phải không? Hy vọng rằng mọi người có thể sử dụng những mẹo này để ngày đèn đỏ của chúng ta dễ chịu hơn nhé. Và mọi người cũng đừng quên là chúng ta hãy share video về để nhắc khéo anh trai hay là bạn trai là hãy quan tâm và yêu thương chúng mình hơn trong những ngày này nhé. À mà nếu có bạn nào đồng cảm với Hà về nỗi khổ trong những ngày này thì đừng quên comment bên dưới để chúng mình có thể chia sẻ với nhau nhé. Hãy ủng hộ bạn Hà bằng cách like và share video. Những bạn nào chưa sub thì hãy subscribe kênh YouTube của bạn Hà để có thể tiếp tục đón xem những video tiếp theo nha. Bạn Hà xin hứa sẽ luôn cố gắng thật nhiều để có thể làm video hay hơn, thú vị hơn. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với Hà trong suốt video này và trên con đường sắp tới nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Karma's a bitch. I'm starving, gnarly, radical. On the block, I'm magical. See me.